thầy về hả thầy? Thầy biểu diễn xe màu vàng, ai mua cho thầy đây? Ai mua xe màu vàng cho thầy? Ờ, thầy có tiền thầy mua thì, nhưng ai mua cho thằng này nói chuyện ngộ. Bao nhiêu thầy? Thầy ơi, cho con chọn bao nữa đi thầy. Con đang nỉ thầy á. Cô nghệ sĩ hay sao con? Ôi, nghệ sĩ Lê Thu Hà. À, nghệ sĩ Lê Thu Hà. Nghệ sĩ Lê Thu Hà cái nhà. Thì Thích Tân Phúc chụp chung với nghệ sĩ Thu Hà này quý vị. Bây giờ xin chào, chào cả nhà mình. Rồi, chào cô. Bây giờ cô cũng đến, cô cũng phan hâm mộ của sư thầy à. Dạ. Xin chào hết cả nhà mình nha. Dạ, chào cô ạ. Bây giờ có dịp nay gặp thầy cho nên biết thầy là cũng lâu lắm rồi đó. Dạ, mà không có dịp. À, cô biết thầy lâu là bao khoảng thời gian khi nào? Biết thầy lâu lắm rồi mà không có dịp gặp. Là thầy, cô biết theo thầy trong thời gian nào á? À, trong thời gian lúc một lần thầy có mời con về hát mà Dương Long Hương Thảo á thầy, nghệ sĩ Dương Long Hương Thảo mời con, nói là thầy mời rồi xong cái bữa đó là dường như là con nhận show rồi đó, con nhận lời mời của thầy rồi mà tại vì con về con xem rồi trong lịch là hết mồ hôn. Cái lời mời của thầy là sau cái show kia con đã nhận rồi, con có xin lỗi. Con xin lỗi Dương Long Hương Thảo, nói với thầy là Lê Thu Hà xin lỗi. Tại vì nhận show mà mình không có trong lịch đó cho nên con phải xin lỗi để con hẹn thầy lại một cái show khác. Rồi con sẽ vô chùa của thầy con hát. Đó, cho nên sẵn dịp đây con cũng nói cho thầy nghe. Thế thầy nghe, thầy cũng xin lỗi cho con để con hẹn. Không sao. Con hẹn lần sau con sẽ hát cho chùa của thầy. Rồi, nghệ danh của con là Lê Thu Hà. Đó. Rồi có gì sau này thầy tổ chức nhiều chương trình hoành tráng lắm. Wow. Dạ. Năm nay thì cũng là mình thấy rồi, kinh tế dịch vừa rồi làm cho hoành hành người dân mình cũng ai cũng khó khăn. Dạ. Kinh tế bị nhiều người bị khó khăn lắm. Dạ. Thì thầy cầu nguyện cho năm từ 2024-2025 thì người dân sẽ trở lại như bình thường. Cho cuộc sống ấm no hạnh phúc thì lúc đó thầy tổ chức mạnh dạng nè, chùa to Phật lớn nè, rồi đi được nhiều nước trên thế giới, Mỹ, Anh, Pháp, Canada, Đức đồ đi hết. Cứ cứ thầy về nước chơi nửa tháng cái thầy đi nước khác. Thầy nguyện đi tới 100+ nước mà giờ đi mới có 3-4 nước à, chưa đủ. Nên là cứ năm mình tranh thủ đi 3-6 tháng cái mình trở về nước. Thầy cho con hỏi thầy nay là thầy đi gì tới đây, đi với ai vậy thầy? Đi mình, đi xe Honda mình nè. Thầy đi một mình luôn á hả? Xa quá, từ ở trên Củ Chi. Đó là Củ Chi. Củ Chi à. Củ Chi mà thầy xuống đây có một mình. Dạ. Thì cũng 50-60 cây gì đó. Dạ. Rồi bây giờ thầy định đi về đó hả? À, về Củ Chi. Sớm được. Mà thầy vô có chị nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy nè. Ờ nãy thấy Thủy Miêu nè. Dạ bây giờ đông lắm nghệ sĩ trong đó đó. Chắc thầy về nhà thầy còn bận á. Sao thầy về sớm vậy, đi xa quá. Tại thấy đông rồi mình sợ chiếm chỗ ngồi. Trời ơi. Ông thầy về nhà thầy còn nghiên cứu kinh rồi. Còn mình thì giờ về ngủ thôi chứ đâu có làm gì đâu. Trời vậy thôi thầy vô ngồi chơi một hồi đi, sao về sớm vậy? Thầy biết con ở đâu không? Con ở ngay chợ đầu mối Hóc Môn. Ờ vậy thôi, vậy cũng gần trển rồi, đi cô, đâu nhiều cây. Cô Xuân Yến cũng là đồng nghiệp. Cũng đang hát đoàn cái lượng hồ quản. Rồi cô Xuân Yến cũng là đồng nghiệp, rồi Trinh Trinh, rồi Thu Thảo, rồi nói chung là hát chung. Cho nên bây giờ mà chủ cô Xuân Yến thì con cũng xuống để con thắp cho cô một nén hương để chia buồn cùng gia đình. Rồi sẵn dịp đây con gặp thầy luôn, con mừng quá trời. Thì bất cứ nghệ sĩ nào có chương trình lớn nào thầy cũng đi. Dạ. Lúc còn sống thầy cũng đến đi tới lui. Khi mất thì thầy không để bất cứ một ca sĩ nào mà thầy không tới. Dạ. Đều có tới hết. Dạ. Nhiều lúc thầy có đến có mặt là vui. Dạ, đó là thầy cũng là chia buồn cùng gia đình. Thứ hai nữa thì người nào gia đình mất thì mình đến mình chia buồn, thì người còn sống cũng đỡ, vừa đỡ buồn đi chút bằng nào hy vọng.
thì có người đông tất nhiên là niềm vinh hạnh của gia đình và cũng đóng góp trong tinh thần mình lúc mình đang buồn. Mà nhờ có những bạn bè đồng nghiệp rồi những cái người nghệ sĩ rồi những tất cả các anh em dòng họ bà con thì đem cái tiếng vang cho gia đình sau này có thể nối nghiệp theo cái nghề là nghệ thuật văn hóa nè, nghệ thuật về truyền thống hồi xưa tới giờ là biểu diễn các sân khấu nè. Thầy đó là tuy thầy ở nước ngoài hồi nhỏ tới lớn ở nước ngoài nhiều hơn ở trong nước Việt Nam, nhưng mà thầy lúc nào cũng mến các ca sĩ nghệ sĩ. Nhiều lúc nhiều ca sĩ chưa một lần gặp thầy mà thầy cũng tới nữa. Con là con hát chuyên về cái giai của con là con hát quan âm. Thầy mến nghệ sĩ như đặc biệt là nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy đó. Rồi nghệ thợ Miêu nè, rồi giờ còn Bạch Tiết nè. Rồi Lệ Thủy nè 80 chưa ta? Bảy mấy? Khoảng là 76, 77. Ôi lớn sống họ đó ha. Hồi đó thầy cũng xuống thăm nghệ sĩ ưu tú Úc Bạch Lan đó. Thầy đến nhà, cổ nói một tuần nữa con ra đi nha. Thầy nói ủa sao đi sớm chưa? Mà thầy cũng đúng tuần nữa cổ ra đi. Thầy nói giờ thầy không còn sống à, thôi chết thì miễn nha, thiệt chết thì không tới được. Người nào thầy từ chối lúc sống hay là lúc chết thầy nói liền. Còn người nào nói quyện chết phải gặp được thầy phúc cái tự nhiên cái thầy xuất hiện à. Thấy ghê cài, giống như ai gặp thầy là đi hết thầy. Là tự nhiên thầy xuất hiện à. Thầy trong đó mà nhiều người nghệ sĩ biết thầy thời gian trước đó rồi. Hồi xưa bất cứ ca sĩ tổ chức đâu thầy cũng đi hết á, bỏ chùa đi coi ca nhạc mà, coi ca nhạc cải lương sân khấu nào ở đâu có sân khấu nghệ sĩ ca sĩ là thầy bỏ chùa tối trốn trụ trì nhảy hàng rào đi luôn, về đuổi đi luôn, đuổi có cơ hội đi coi ca nhạc nhiều hơn nữa. Ăn nói tới ngày thầy đi chơi không à, đến giờ cũng đi vũ ba quán trường đăng báo tùm lum không, nhỏ luôn ăn chơi quán ba không à, quậy dữ lắm, ăn no chơi quậy phá. Cả đời người đi chơi có lần, còn thầy chơi từ cả đời rồi mà cũng chưa đã, giờ để còn có chút khiếu được cũng đăng tin. Có thầy cái này là nổi tiếng hay tai tiếng thầy? Đối với thầy tai tiếng hay nổi tiếng không quan trọng. Tại thầy đầy đủ, thứ nhất có chùa, có giáo hội, rồi tu tiền bạc nhiều đâu có cần gì đâu. Tu cái hăng này chết rồi thiêu đốt rồi cho bụi đâu còn gì nữa, có tiền bạc cũng trở về trắng tay thôi. Lúc sinh ra không có gì thì chết đâu còn gì nữa đâu mà tiếc. Cái chùa là đệ tử mình nó hưởng đời sau hưởng, mình đâu có được gì đâu mà mình biến tiếc. Xin phép Lệ Thu Hòa xin phép cả nhà mình nha. Đi vô đám đi, anh chị em còn chờ trong đó nữa. Con chào thầy. Rồi đừng chấp những gì đó, mình tu là không chấp nha. Buông bỏ hết những gì người ta nói. Không nghe, không thấy, không biết, không nghi ngờ. Hồi nãy giờ quý vị có nghe thầy nói gì không? Bữa nay trời còn không mưa mà thầy đi tới đâu là không mưa tới đó. Thầy có nhiều đệ tử không thầy? Hả? Thầy có nhiều đệ tử không? Giờ thầy thì đệ tử nhiều, cả thế giới là đệ tử thầy hết. Ai là sinh ra là loài người và loài vật đều là người của thầy hết. Hồi nãy em phát tiếp giờ quá trời người chào thầy luôn á thầy. Ai cũng yêu thầy hết á. Ai yêu thầy thì yêu lại. Còn ai không yêu thầy đâu phải đệ tử thầy đâu. Rồi. Thầy dắt xe cho thầy đi mọi người ơi. Thầy được để đèn một xíu nữa là hết bình thầy khỏi đề luôn nè. Bữa nay 30, có 31 nữa mà. Dạ đúng rồi, mai nữa. Có 2 ngày nữa mà. Đêm mai là đêm cuối á thầy. Tại vì thầy còn nhiều việc nên tranh thủ đi bữa nay. Nếu mà thầy không nhiều việc. Ngày sẽ kinh tới Long về luôn thầy ơi. Đến. Vậy mai đến thầy ơi. Không, thầy có việc. Chưa nói được, nếu mà buổi tối có duyên thầy sẽ đến. Rồi. Học hiện trước được không? Dạ. Rồi chào thầy nha. Rồi nói trước bước hôm qua. Cái gì cũng đừng đi. Rồi tạm biệt thầy nha. Thầy cởi đồ rồi thầy. Thầy cởi đồ đi trời lạnh lắm á thầy. Lột đồ ra. Mày hãy cởi đồ ra cho tao. Lột liền. Thầy có nhớ anh Hân Trần không thầy? Nhớ hết chứ. Thôi thầy về cả nhà, tạm biệt cả nhà nha.